Xin chào quý anh chị và các bạn. Thì hôm nay là sáng 30 Tết. Không biết là gia đình chúng ta đang chuẩn bị cái dịp lễ Tết như thế nào rồi, đúng không ạ? Hiện tại thì Thắng đang chăn bò, đang có mặt ở xã Ninh Hòa của huyện Khánh Hòa đó. Và ngày hôm nay thì làm một cái video ngắn trong cái không gian mà nó đầy cỏ xanh, và quý vị thấy không, rất là mộc mạc và rất là thích những cái điều này, bởi vì là hồi nhỏ thì mình gắn bó với những con bò này khá là nhiều đó. Thì làm cái video ngắn này để chia sẻ với quý anh chị rằng là trước khi mà Thắng về tới Ninh Hòa này đó, thì là Thắng đã giúp toàn bộ cái số tiền trong YouTube ra thì để làm những cái điều rất là ý nghĩa trước khi cái dịp Tết đến xuân về, là trao cho những em học sinh nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn trong cái dịp Tết đến như vậy. Và toàn bộ những số tiền đó thì hầu như nó là công sức của quý anh chị, và Thắng chỉ là người hỗ trợ để soạn nội dung thôi. Bởi vì là khi mà Thắng làm những video về bất động sản Long Thành, Nhơn Trạch đó thì quý anh chị quan tâm, quý anh chị có những lượt like, quý anh chị có những lượt share, có những bình luận và xem, và nó tạo ra cái số tiền trên YouTube đó quý anh chị đó. Và từ những cái số tiền đó thì Thắng có được đó, thì đó là cái công sức của chúng ta, nó là công sức từ người soạn và tới những người xem đó. Và đến ngày cuối thì mình muốn rút ra làm những điều nghĩa trước khi mà chúng ta đón cái dịp Tết, được không quý anh chị? Và cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã có những lượt tương tác đó. Mặc dù có những người là comment khen cũng khá là nhiều, và có những người la, có những người chửi cũng khá là nhiều. Nhưng mà YouTube ấy, họ hay một cái là họ không biết là mình nói xấu như thế nào, nhưng mà họ thấy có lượt tương tác thì có nghĩa là họ đánh giá là cái video này tốt, video này được tương tác rất là ok, nên là nó sẽ càng đề xuất hơn đó. Nên là quý chị có bình luận tiêu cực, có góp ý, hay có chửi cũng không sao cả quý chị đó. Thì đó là tạo ra những lượt tranh cãi tích cực và tiêu cực, không vấn đề gì cả, đúng không ạ? Nhưng mà mình cũng rất là vui, bởi vì là những cái sự đóng góp về những cái lượt xem của anh chị đã tạo cho mình có một cái kênh đang phát triển khá là tốt, và đồng thời là chúng ta có tiền, chúng ta gieo duyên cho những hoàn cảnh khó khăn trong cái dịp cuối năm như vậy. Nên là mình thì mình không có kêu gọi vốn để làm từ thiện hay là gì cả, nhưng mà nếu mà quý chị muốn ủng hộ mà muốn làm cái đó thì quý chị cứ có thể là rảnh ấy, thì quý chị có thể là ủng hộ kênh, và có thể là xem, và có thể là cho Thắng cái like, cho Thắng những cái bình luận, để từ đó thì chúng ta có những cái dòng tiền để cứ mỗi dịp Tết đến và xuân về thì chúng ta sẽ làm được những cái điều ý nghĩa hơn, đúng không quý chị? Bởi vì rằng là nếu mà trong cái dịp này ấy, trong những cái video đó thì ngoài việc chúng ta có những cái góc nhìn mới về bất động sản đó, có những cái hình ảnh thực tế nhất, những cái video thực tế nhất tại Long Thành và Nhơn Trạch. Và ngoài cái việc thực tế như vậy thì chúng ta lại tạo ra những cái dòng tiền, tạo ra những dòng tiền để chúng ta cho đi những cái ngày cuối năm, thì nó thấy là nó sẽ rất là tuyệt vời đó. Và cũng là nhân dịp cuối năm rồi thì hôm nay là buổi sáng, bây giờ là 8 giờ sáng ngày 30 Tết, thì chúc con bò nó liếm riết quý chị ơi. Chúc quý anh chị có một cái mùa xuân năm mới thật là vui vẻ bên gia đình, hạnh phúc và đầy sức khỏe. Chúc cho quý anh chị thật nhiều may mắn trong năm mới và công việc thật là thành công. Và xin cảm ơn tất cả những quý chị đã xem video và đã ủng hộ kênh Trần Thắng Bất Động Sản. Và quý chị nhớ like và tiếp tục comment, tiếp tục bình luận để chúng ta có những cái dòng tiền đó, để mỗi lần mà Thắng rút ra, Thắng cho đi thì Thắng sẽ làm video để báo cho quý chị biết là đó là những cái số tiền của chúng ta đã kiếm ra và làm những cái điều rất là ý nghĩa, được không ạ? Xin cảm ơn quý chị rất là nhiều.